Nhắm mắt lại. Chị. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại đi. Nay làm trò gì vậy? À, có bất ngờ cho em. Bất ngờ gì không biết nữa. Trời ơi, còn đi nấu đồ ăn sáng cho anh với cu nữa nè. Đây. Ngồi xuống. Nhắm mắt nha. Cái gì vậy ta? Không được thấy nha. Làm trò gì vậy? Bất ngờ. Xong chưa? Em còn nấu đồ ăn sáng nữa nè. Xong rồi, mở mắt ra. Trời đất ơi, anh nấu hả? Anh nấu á, anh tranh thủ dậy sớm nấu cho em ăn á. Sao giỏi quá vậy? Chồng em mà. Ba nè, ai biểu là ba cái này? Em có biểu không? Nếu em không thích thì bữa sau anh không làm nữa. Cảm ơn anh. Mà lần sau phải phát huy nữa nghe không? À, anh biết rồi. Để anh làm cho em ăn nha. À, không biết. Mấy cò. Rút cò. Ô, trời mưa trời gió hai người cũng rảnh quá ha. Chạy qua em đây kiếm tôi, không ở nhà đi. Mày mới rảnh đó. Trời đất ơi, đàn ông con trai giặt đồ hèn. Thầy nhảy đâu? Chị, mấy cái chuyện này á là phụ nữ trong nhà làm. À, nhái hả? Vợ tôi bị dính với xà bông cho nên không, tôi không cho làm, để tôi làm. Trời ơi, tao mà biết lấy vợ mà khổ cỡ này á, chắc là suy nghĩ lại quá. Ủa, có gì đâu mà cực khổ. Mình ở trong nhà mình thấy gì rảnh rảnh thì mình làm thôi. Với lại này giặt đồ của thằng nhỏ chứ có đồ của ai đâu mình sợ. Không nghe ta nói hả? Ta nói gì? Cái con gì á leo lên đầu phủi xuống cũng được hết. Nhưng mà chỉ có con vợ thôi. Một khi đã lên rồi là không bao giờ phủi xuống được. Chính xác. Hai người hay quá. Làm như hai người có vợ rồi, nói chuyện như đúng rồi. Chứ gì nữa? Theo cái kinh nghiệm đi nhiều chuyện của tôi bao nhiêu năm qua, 10 người vợ là hết 11 người. Được đằng đầu lăn tới đằng chân. Nói gì vậy? Được đằng chân lăn tới đằng đầu. Ờ. Tao nói mày nghe nè bé cò. Gì? Mặc dù hai tao chưa có vợ thiệt, nhưng mà tại vì hai đứa tao chưa có vợ, cho nên hai đứa tao có thời gian nghiên cứu mấy bà vợ. Trời, nghiên cứu mấy bà vợ? Ừ, trong khi mình chưa có vợ. Cái này á, người ta gọi là nghiên cứu tiền hôn nhân. Để sau này mình có vợ mình khỏi bỡ ngỡ. Đúng rồi. Không nghe nói sao? Nói gì? Dạy con từ thở bơ vơ, dạy vợ từ thở làm thơ mới về. Thầy Blood nói nghe nè, góp ý nhỏ một cái nha. Sao? Ông á, bớt nói đi, cho bớt lòi cái ngu của mình ra. Nói cái gì á, lòi ngu cái đó. Có gì đâu ngu. Người ta nói gì vậy? Dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Đúng rồi, mày còn nói đúng á. Nhưng mà cuối cùng mày có dạy vợ dạy con mày không? Tóm lại là tao biết cách dạy vợ tao là được rồi. Bà Lích, có cách dạy vợ hả? Ờ. Không ấy chia sẻ cho anh em biết đi. Còn bấy cò thì nó có vợ rồi, nói vậy nó biết đường nó dạy hay nhái. Còn tao nè, nói nhiều khi mút tao xui xui tao có vợ cái tao biết đường tao dạy vợ tao mày. À, được á. Được rồi, để tao dạy cho. Con nhai chổng không? Không. Đi rồi phải không? Chắc ăn phải không? Không để áo của vợ chồng lên áo của mình. Nếu như vậy mình sẽ bị đè đầu cởi cổ. Tiếp theo nữa, vợ nói cái gì mình phải làm ngược lại. Không để vợ điều khiển mình. Mình là đàn ông, mình phải chứng tỏ mình là một người gia trưởng, một đấng nam nhi. Đúng rồi. Đúng rồi đó bé cò. Hợp lý à. Cứ nghe tao đi. Chắc chắn 100% là thành công. Trời đất ơi. Cái đồ điên mà. Trời ơi, gì tự nhiên chửi tôi vậy? Tôi đâu có chửi ông. Nè, ông coi đi, ông coi cái clip nè. Trời đất, trời. Cái gì mà đánh dữ vậy nè? Đó, ông thấy không? Thấy con vợ ẩm nhỏ con chút xíu trên tay vậy á,
mà cái thằng chồng nó quýnh hả như kẻ thù vậy đó chứ. Thằng này đâu? Bà chỉ chỗ đi, tôi xử nó cho bà coi. Ừ, tôi đi với ông. Ừ, đi. À, mà khoan, biết nhà cửa thằng đó ở đâu đâu mà đòi xử. Tôi cho bà không rảnh thiệt. Bởi vậy. Ủa mà clip đó hồi nào vậy? Thì tôi đâu có biết đâu, mới mở coi thì thấy nè. À, clip là lâu rồi. Nè, có comment dưới đây nè. Ê, cái này là có xử phạt hành chính rồi, là phạt tiền rồi đó. Cái gì? Vậy á mà chỉ có phạt tiền thôi đó hả? Tía má ơi. Ủa, nhái. Ủa, con. Tía má con mới qua. Con có này cho tía má nè. Đây, tên tên tên. Còn có mớ cam vườn, đem qua cho tía má dắt nước uống cho mát. Sao không để bển cho hai vợ chồng uống đi, đem ra làm chi vậy? Thôi đi, nhà con nhiều cam lắm rồi. Ủa, tía má coi cái gì đây? Đang coi clip. Mình thấy tức quá trời nè, clip mà bữa nay rần nè. Mấy nay còn có coi vụ này không? Con coi mà con tức á. Thiệt, thằng chồng nó có cũng như không. Đi cho đã rồi về đánh vợ đánh con. Mà tía hỏi thiệt nè. Dạ. Thằng mấy cò đó có ức hiếp gì con không? Dạ không tía. Ảnh mà dám ức hiếp con là biết tay con. Tía má an tâm nha. Ừ. Nó mà ức hiếp gì á, con phải nói cho tía má biết liền nghe không? Rồi con biết rồi. Lỡ mà có chuyện gì á là con về con mét tía má liền à. Nha. Không có giống cái thằng trên mạng này đâu. Nháy. Dạ. Ủa, cái tay con bị sao vậy nhá? Ủa, bị gì ta? Trời trời, cái tay mày bị sao mà đang thui mà không biết luôn? Thì chắc da chạm ở đâu đó thôi, mà vết thương nhỏ xíu rồi, đâu đáng gì. Hình như bên đây nhức hơn nè. Từ từ nó cũng tái hết trơn à. Nè, cũng nhéo cái nó dần bà mềm mình luôn. Mềm như chết chú mục luôn. Biết rồi. Dạ thưa, tía má mới qua. Ừ. Ủa má? Má bị nhức dài hả? Sao vậy? Thôi tao không có nói vụ bà nhức dài cho mày nghe đâu. Chắc đêm qua ngủ sai tư thế hay sao á. Thôi đừng có dối lòng. Thôi, nào giờ mới thấy tía bách xà cho má đó nha. Trời, tao làm quậy vậy? Thiệt không má? Thiệt. Nhưng mà thường ở trong phòng thôi, chứ ở ngoài này ông mắc cỡ. Thôi, chuyện ai làm nó biết, nói không nó đổ hết nhờ. Tại ông quan trọng quá vấn đề thôi chứ, tôi thấy bình thường mà. Đúng rồi đó tía, bình thường con hay massage cho vợ con lắm. Mày khác tao khác. Rồi massage nãy về xong rồi đi chợ đi, tính ngồi đây tới chiều rồi chứ. À quên nữa. Ủa, mà bữa nay ông muốn ăn món gì? Cá chi vàng chiên tươi, chấm mắm gừng. Ngon. Ký thịt nọng, muối xương xương, chiên chung luôn. Biết rồi. Cá salad rồi này kia nữa. Rồi mua cá chi vàng nha, cá chi phi bạn anh à. Rồi, biết rồi. Hai tía con ở nhà nói chuyện chơi ha. Dạ. Ủa, bà đi chợ bà đi đi. Tía con tôi muốn làm gì làm. Mắc gì bà sắp đặt. Chơi. Đi lẹ lẹ về ngang. Ra ngoài chợ rồi 8 tới chiều mới về đi. Mệt rồi quá. Công nhận tí mình quay thiệt. Sắc đồ khôn dễ sợ. Toàn là đè mình không. Cũng được. Nằm dưới. Nằm trên. Nằm dưới. Kẹo trên nè. Kẹo. Ủa kỳ vậy? Kết cục cũng đè đầu cởi cổ mình trên cho. Không được. Chưa lắm. Cho nằm dưới hết luôn. Đè lên nè. Nằm trên hết. Lúc nào cũng nằm kẹo trên. Để cho chặt. Anh làm gì anh cười tủm tỉm vậy? Đâu có gì đâu. Anh nhà coi nhà nha, em đi chợ. Đi chợ đi, anh coi nhà cho. Ê, quên. Gì vậy? Không được. Sao mà không được? Chung hồi anh đi cũng chuyện rồi,
nên anh không có coi chừng nhà được. Chết rồi giờ sao ta? Ai biết. À, em tính vậy nè. Tính sao? Em khỏi đi chợ. Anh á, chút đi công chuyện xong sẵn vô chợ mua đồ ăn luôn nha. Em ở nhà coi nhà. Ủa, nói vậy là anh là người đi chợ hả? Ừ. Không có được. Chung hồi anh đi công chuyện xong cái anh không có ngang chợ nên không có đi chợ được. Vậy giờ sao? Ai biết làm sao. Vậy thôi nhịn luôn nha. Không hay gì, em điện thoại cho má, nhờ má đi chợ giùm đi. Để em gọi má thử. Alo. Ê, sao rồi? Mấy này sao? Kể coi. Có áp dụng cách tôi chỉ chưa? Ngon lành cánh đào. Cứ vậy mà phát huy nghe. Mà tôi thấy tôi đối xử như vậy hơi ác với vợ tôi quá. Nhân từ với người khác là độc ác với bản thân mình. Đúng rồi đó. Cái này là mình làm để mình dạy vợ, chứ đâu phải hành hạ vợ đâu sợ. Bây giờ nè, hai bước đầu đã thành công, còn bước cuối triển khai luôn đi. Ok. Anh. Ừ. Anh xuống quét nhà giùm em đi. Đang bận. Anh làm gì mà không rảnh? Chơi game. Thôi tí nữa chơi, xuống quét nhà phụ em cái. Xếp xong quét. Gót miếng nước uống coi. Hả? Gót nước uống coi. Ủa sao nước đó không uống đi kêu rót? Nước trắng sát, uống không có vị gì hết trơn. Bỏ miếng trà, miếng đá vô uống cho nó ngon miệng. Uống nhiều đá hay là ít đá? Để làm sao đừng bị ghét cổ họng được rồi. Cái này bà ông Tèo, nhưng bà Lít thấy mình hoài vậy chắc nể mình lắm. Dạo này ông bị sao vậy ta? Khó hiểu thiệt. Ê bà Lít, nãy mấy cò nó gọi điện nó phe với tao á, là bây giờ nhái nó sợ con cò như sợ cọp vậy mày. Giờ con cò mà nói gì cái là nhái nó im re, nó im phăng phắc, nó gầm gấp nghe theo luôn á, không dám cãi. Ê Tèo, mày thấy tao nói hay không? Vợ là phải dạy, chứ không thôi hả là nó leo đầu mình nó ngồi. Mà bẻ cò nó khôn nó nghe lời tao á. Hả? Bây giờ hả, nó mà nhái không nghe cứ một cú sang nghe ngàn thu vĩnh biệt cho tao. Hay quá mời. Tao có bí kíp lận lưng để mời mốt tao dạy vợ tương lai của tao rồi. Vợ gặp bẻ cò đãi mình chầu cà phê mới được, trả công mình dạy nó. Đúng rồi. Cái ông cò này, ông về nhà biết tay tôi. Đúng là trụ cột gia đình là phải gia trưởng. Mình kể cho ông Tài và bà Lít nghe, hai người đó chỉ biết là câm nín nghe mình nói thôi. Tình mình còn nể mình nói chi là hai thằng chả. Giờ em chờ anh về hả? Đúng rồi anh. Đúng, quá vậy chứ. Chồng đi ăn nhậu là vợ phải ở nhà ngồi chờ cửa chồng về. Rồi, đúng rồi, vậy 10 điểm về chỗ gì rồi. Đó, mình chờ gì nữa. Sao không biết mở cửa anh vô coi. Dạ. Dạ. Ủa,
Nghe rồi, anh chưa có vô nhà, mở cửa anh vô. Đi, đi đâu mà đứng im đó, đứng im đó. Đứng im đó. Gì, vô, vô ngủ. Đứng im đó. Về. Anh á, từ rài trở về sau, muốn đi đâu đó thì đi, muốn ngủ nhà đó thì ngủ. Miễn là đừng có về nhà là được rồi. Vậy nha. Không có được. Nha, dạ, dạ, dạ. Em nhớ anh ngoài này. Rồi anh ngủ ở đâu bây giờ hả? Anh đi qua nhà anh Ba Lít á, với anh Tèo, xin ăn ở đó, ngủ ở đó. Vậy nha. Không có được, dạ, dạ, rồi. Vợ con gì đâu kỳ cục. Bây giờ tôi mát tí má. Má. Quá trời quá đất. Ai biểu nghe lời người ta làm chi? Rồi giờ vậy đó. Dạ con biết lỗi rồi. Má, má suy nghĩ cách nào cho con đi má. Cách nào nữa? Thì có nước về bển năn nỉ mà xin lỗi nó. Nó bỏ qua rồi mừng. Tiếp. Thôi đừng kêu tới tên tao à. Vụ gì với vụ này tao chạy à, tao bị mấy lần rồi. Ủa, ở nhà con cũng thấy tía độc tài lắm mà. Con thấy vậy cũng định học theo tía luôn á. Trời ơi, độc tài cũng tùy theo cái chuyện độc tài chứ. Có những chuyện tao dám không? Mười mạng tao không dám, đừng nói mạng tao cho mất công. Bao tử trong nhà này nè, bà nắm hết á. Mày dám độc tài không? Bà bỏ đói một cái thư coi teo bao tử không? Cái thời buổi này là thời buổi nào rồi mà còn cái tư tưởng chồng chúa vợ tôi. Má là má không thích rồi đó. Dạ, con biết lỗi rồi. Vợ chồng á là phải biết chia sẻ, quan tâm, yêu thương nhau, tôn trọng nhau. Vậy mà còn chưa ăn đời ở kiếp với nhau được nữa đó. Cũng nghe lời ai, nghe lời hai cái thằng ế chảy nước luôn cũng nghe lời. Dạ con biết lỗi rồi nhưng mà giờ con biết sao giác mặt về bển giờ. Má. Về đi. Má gọi điện cho con nhái rồi đó. Ủa thầy không má? Tao xác nhận rồi đó. Dạ. Nhái nó đồng ý thu nạp mình lần nữa đó. Thế chạy hết tí. Vậy bây giờ con về bển nha tí má. Thưa tí má, về bển. Nhớ xin lỗi nó nghe không? Dạ. Thằng sợ vợ khủng khiếp. Bước giống ai? Chắc giống... Ôi. Giống như đàn bà thấy cuộc đời xong. Chúc mừng mày con ơi. Dạ. Anh xin lỗi em. Anh biết anh có lỗi rồi. Anh xin lỗi em. Anh hứa từ đây trở về sau á, không nghe lời chúa bậy. Ủa, tôi nghe ta nói là anh muốn dạy tôi mà. Đâu đâu, đứng ra đây, đứng đứng dậy thử coi coi. Đi lẹ 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 lên, đứng ra đứng dậy coi thử. Anh không dám. Hay quá. Vợ chồng êm ấm thì không muốn, muốn xào xáo lên đúng không? Đúng không? Không. Anh hứa với em á là từ đây trở về sau là anh sẽ giống như trước, anh sẽ phụ em công chuyện nhà, em nói gì anh cũng nghe hết. Thiệt không? Anh thề luôn á. Tôi á là tôi nể má, má gọi điện qua đây năn nỉ giùm cho anh, tôi mới đồng ý nghe không? Chứ không đừng có hòng. Cảm ơn em, tha lỗi cho anh, em uống nước cho hạ quả. Tức thiệt á. Nghe lời ai không nghe. Đi nghe lời ông Ba Lít với ông Tèo. Từ rài trở về sau là không có được nghe hai cái người đó nữa nghe không? Anh hứa từ đây trở về sau là anh không bao giờ nghe lời xúi dục của hai người đó nữa. Hay quá.
Nếu mà hai ông đó mà có gặp anh hay có điện thoại cho anh đó, là anh chửi liền luôn á. Em uống nước cái hải vậy. Trời ơi, ba lít này chắc chết cũng linh lắm nè. Nghe nè ba lít. Ê biết hả, ra ngoài quán cô Hồng nè, tôi với thằng Tèo đang ngoài này. Ra đây, đang có chiều mới. Ồ vậy hả? Nói nghe nè, vợ tôi có lời nhắn nhủ với ông á. Sao? Ông ở đâu rồi? Xử ông ở đó. Ê, ông cần phải nói với thằng nhái. Là tôi với thằng Tèo đang ở quán cà phê của cô Hồng nha. Đâu có, mình đang quán cà phê mà. Đi xa rồi. Tèo, Tèo chở tôi đi liền luôn nè. Chắc chạy mất dép rồi. Đừng giận nữa mà. Gì vậy? Sao tự nhiên đi xa? Kế hoạch chạy giờ đã bại lộ. Hai nhái biết trơn hết trội rồi. Nó nhắn là nó gặp tôi với ông ở đâu là nó xử ở đó. Chết cha rồi mày ơi. Rồi lỡ tao chạy xe ôm, tao gặp hai nhái rồi, hai nhái nó quýnh đầu sao? Ba Lít. Ủa ba Lít, đợi tao. Ba Lít. Em tắm răng rửa mặt xong ra ăn sáng nha em. Trời đất ơi. Anh nấu á. Ủa em. Hả? Con dậy chưa? Chưa, đang ngủ á. Chị tranh thủ ăn đi, chứ một hồi con dậy lo cho nó. Trời ơi, sao nay giỏi dữ ta. Chồng của em mà. Coi chừng nóng nha. À, em ăn hộp gà không? Anh lấy hộp gà đập vô đi. Thôi được rồi, anh ăn đi. Ăn đi, xong để đó, anh rửa chén cho. Xong ăn đi, còn nóng ăn cho nó ngon miệng. Anh ăn đi. Trời ơi, từ từ, ông làm gì ông lo tôi đi dữ vậy? Thì rảnh giờ nào đi giờ đó. Lâu lâu thì mình cũng phải qua coi vợ chồng nó sống làm sao. Chứ bà không nhớ giúp bầm vào tay con nhái em bữa sao? Nhớ rồi. Thì đó, biết đâu mà vợ chồng nó lục đục, nó giấu mình sao? Tôi có hỏi á, mà cứ nó cứ nói không có chuyện gì hoài à. Bây giờ mình phải qua, mình chứng kiến tận mắt mới tin được. Đúng rồi, qua bất thình lình như vậy nè thì mới bảo đảm được sự thật. Nó mà ăn hiếp con nhái là nó chết hết liền. Gì vậy? Thôi để em dọn cho. Thôi anh dọn cho. Để em dọn. Anh dọn cho. Anh nãy anh nấu rồi. Thì giờ anh dọn luôn cho. Thôi mệt ghê. Ghét. À, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy không? Bắt quả tang chưa? Mày hết chối hả mày hả? Quá lắm rồi, quá lắm rồi. Chuyện gì vậy tí má? Dạ, bắt quả tang vụ gì tí má? Không có gì. Không có, không có. Dạ. Ủa mà sao hôm nay tí má qua nhà con sớm vậy? Trời ơi, tôi nói sáng ngủ sáng đêm ngủ không có được. Nhớ thằng Cóc, sáng sớm là được chạy qua đây thăm Cóc liền vậy đó. Đúng rồi, nhớ thằng Cóc. Trời ơi, Cóc đó rồi. Tèo ơi, mày đâu rồi Tèo ơi? Chú hai. Trời Phật ơi, mày sửa xe rồi mày không có đây rồi ta tới ta sửa là sao? Con thấy ngoài kia người ta câu cá vui quá chạy ra coi. Vậy đó hả? Rảnh hả? Rảnh. Giờ không biết rảnh rồi. Chú hai đâu ạ? À? Ủa tao đi đâu tao đi chứ, dò khẳng của tao, tao muốn đi đâu tao đi chứ, mày hỏi chi? Không phải, tại thấy bình thường giờ này chú hai uống cà phê rồi sao nay ghé đây vậy? Nghe nói mày đi học sửa xe làm ăn đâu cũng được, quá chúc mừng mày vậy thôi. Chú hai muốn biết được cái công á, mời vị khách đầu tiên vô trong tiệm ngồi lấy hên. Rồi. Ui, bác hai. Thêm một người rảnh rỗi tới nữa kìa. Mới gặp hết hết thấy không vui nè. Sở thích của con mà. Ê, công nhận cái tiệm mày rộng gì mà ế quá ha. Chú hai, không phải tiệm con ế đâu. Ế đồng ế, tại không có người sửa chứ ế đâu. Bác hai biết sao không? Tại xe con xịn quá, chứ bãi xe con cũ á, con đem vô con sửa, ủng hộ nó. Ai thèm sửa cho mày. Chú hai, tiệm con không có ế. Mấy bữa trước á, cũng đông khách lắm á, xe hư ra vô hoài à. Mà sao tự nhiên nay không biết ai mới hàng, mà sao sáng giờ không có xe cộ gì hết trơn. Sáng giờ ba Lít có đi ngang không? Con mới tới luôn á. Tao thấy mày nên học thêm nghề đi, chứ có một nghề gì đói chết à. Nghề gì nữa chú hai? Nghề lái heo á.
với chích thuốc cho heo, với thiến heo luôn. Ủa, có thiến heo nữa hả chú hai? Thiến heo luôn, bởi vì xóm mình bây giờ tao thấy bà con ta nuôi heo nhiều á. Đúng rồi, heo á là bây giờ bệnh không phải là bệnh một con đâu, bệnh cả bầy luôn. Bây giờ heo bệnh nhiều lắm, mới bệnh dịch tả châu Phi nè. Còn rảnh nữa đó, thì tao thấy mày á, chạy xe đo ôm trở về người cũ đi. Chứ giờ sẵn có máy bơm nè, mày mua bong bóng á, mày bơm mày treo đây nè, nít qua lại nó thấy nó mua, phải không? Dạ rồi, cái bình bơm của người ta để dành bơm bánh xe, không bơm bong bóng gì trời. Kệ đi, để không làm gì, chừng nào có xe thì bơm, chứ mày không có xe mà để hoài đó hả? Vậy ha. Ừ. Mà cũng đúng hay chú hai, kiểu như là mình thủ sẵn 3-4 nghề mình bỏ túi, cái hết nghề này cái mình lật qua nghề khác liền. Đúng rồi, bây giờ nó phải nhiều nghề mới được, nghề này ế mày còn nghề khác. Đó giống như là cái con người nó như cái tiệm tạp hóa luôn. Thì đó coi như tạp vụ đó, tạp những nghề này ế mình chở qua nghề kia, chở qua trả lời giống như mình chở bên phòng bánh chát. Bây giờ đóng nghề thì sống, một nghề thì chết rồi mình ơi. Phật ơi, hết hồn hết tía. Mấy giờ? Dơ quá, bây giờ không ai sửa xe phải. Bây giờ? 9:05. Chú hai, còn có cái trò chơi bói hắc xì này vui lắm nè. Trời Phật ơi. Nè nè, chú hai coi đi. Nó để trong đây là từ 7 giờ tới 9 giờ mà hắc xì á, là con đang có một nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời. Đúng rồi, này nó nói hay nè. Bị sáng giờ chưa có ai sửa xe thì mày buồn phải rồi, chứ không lẽ giờ mày vui. Không, mở này đúng lắm chú hai, con coi mấy lần hay lắm. Ủa mày khùng gì hả? Không, chắc Tèo nó cũng nói đúng á bác hai ơi. Ê, phần mềm gì vậy mày chỉ tao với. Nè nè, cái tên của nó nè. Tải đi. Đi đâu chú hai? Đi uống cà phê chứ đâu. Sao nãy nó không uống cà phê ghé đây chơi con? Nãy tính qua đây chơi với mày cho nó vui, thấy không vui rồi, có người lạ tới tao thấy không vui rồi, tao đi tìm thuốc vui. Chú hai. Ôi, hai ba người. Thiệt á, hay lắm luôn á. Ba người. Chú hai đi rồi, chú hai nói người lạ, không lẽ nói tao trời. Đương nhiên không lẽ nói tao. Có khách kìa. Ê, nấm gạo kìa. Để vô. Tao mới coi bói xong là giải hàng liền luôn á. Chào quý khách. Anh coi giùm chiếc xe với. Ừ, để đi anh coi cho, nghề của anh mà. Chào cưng. Ủa, anh Malik, anh định học sửa xe hay sao mà anh ngồi đây vậy? Ừ, anh qua đây bàn chuyện kinh doanh với thằng Tèo. Anh định khởi nghiệp. Gáo. Dạ. Bà lít ra, nó tính khởi nghiệp mà nó chưa kịp khởi nữa, nghiệp quật nó rồi. Tào lao. Mấy anh vui quá hả? Chết rồi gạo ơi. Sao rồi anh? Chiếc xe em nó hư nặng lắm rồi, không có sửa liền được. Giờ em để đây đi, rồi anh tháo ra anh sửa hết, ngày mai anh đưa cho. Trời trời. Em cứ yên tâm đi, để cho thằng bạn anh nó sửa. Nó không có luộc đồ của em đâu, em sợ. Anh Malik. Gì em? Em thấy chợ cũng gần á. Hay anh chở đi chợ giùm, em mua đồ một xíu à. Cái em về liền, được không anh? Được. Chiếc xe có vô lăng thì anh Malik có ga lăng. Dạ. Đi. Dạ. Anh coi xe giùm em nha, em đi chợ. Đi anh sửa cho. Dạ. Đây. Đi nghe Tèo. Ừ. Anh Ba Lít, anh chơi với anh Tèo lâu nay á, anh thấy anh Tèo có bộ chưa? Ê, nhà anh gì á? À, ý mà anh, ngừng lại. Tại hồi nãy á, má em có dặn là đi mua tỏi cho má, mà em quên rồi. Hay là bây giờ anh chở em tới đầu chợ, xong rồi em mua tỏi xong cái mình về liền nha. Em đảm đang thiệt ha. Mà em nói má em ngưng ăn tỏi ngày được không em? Hả? Nói chơi. Chú hai, sao uống cà phê rồi quay lại? Tao quên nón lại lấy nón được không? Ừ, dạ được.
Ủa xe hư sao không sửa ngồi đó dòm? Ủa hư nhiều lắm hả? Đâu có đâu, hư có cái thắng nè. Có thắng sao không sửa? Không biết sửa, đợi ông sư phụ vậy ông sửa luôn. Trời đất ơi, học sửa xe mấy cái cơ hội này nè. Không có ông chủ ở nhà, xe hư mình banh ra mình nghiên cứu mình sửa, mình mới cứng nghề được chứ. Đợt trước con banh chiếc xe kia rồi. Đền ta gì? Đền cái thắng. Thì đó, học nghề nào cũng vậy, cũng phải có vốn mày ơi. Học sửa xe có vốn gì chú hai? Đền xe người ta chứ chứ. Mày phải đền 5-7 chiếc xe gì nè, mới cứng nghề được. Banh ra đi, coi dây điện gì đó, cắt đi. Rồi đền ta, nghiên cứu thêm nha. Trời đất ơi. Anh chở em vậy á, anh có thấy nặng không? Đâu, anh không thấy nặng mà anh thấy... anh thấy bị dư nước á. Tại nãy anh đợi em mua đồ á, cái anh uống 2 trái dừa luôn. Nên giờ... rồi anh có sao không? Bây giờ phải kiếm chỗ nào tấp vô chứ thôi là nước tràn bờ đê luôn á em. Đợi anh xíu nha. Anh cứ đi lo công việc đi, ở đây em canh cho. Tự nhiên anh cứ tự nhiên đi. Trời ơi, xe gì mà nặng dữ vậy? Cao dữ vậy? Xe tay ga giờ xịn dữ vậy ta? Trời ơi, thích quá. Trời ơi, sao? Ôi trời ơi, em chiếc xe em có sao không? Trời ơi trời, chết luôn rồi, tôi té muốn chết luôn, không lo chiếc xe. Ôi trời ơi, em chưa làm ngã xe nữa anh làm ngã xe rồi đó, mới có hơi thôi chết xe tôi luôn rồi. Tao không hiểu sao dính tới 5 gạo. Không đủ thừa con người ta. Anh Tèo, xe của em á, anh sửa xong chưa? Để lấy xe hả? Dạ. Xong rồi đó. Dạ, có em nhiêu anh? 80.000 à. Em gửi anh. Rồi, cảm ơn em nha. Anh Ba Lít. Kêu tôi hả? Dạ. Ủa ngày nào anh cũng qua đây chứ hả? Qua học lớn nghề sửa xe, để lỡ chạy có té tự sửa. Ừ, anh giỏi vậy. À mà thôi, chào anh em về nha. Thôi về đi, bye bye em nha. Dạ. Rồi chạy luôn ngon. Đúng là xui thiệt. Ê, coi sửa xe cho tao, tao còn đi chơi nữa. Nhanh đi. Ủa? Chứ không phải ở lại học lén hả? Thôi, để đi nghiên cứu tình hình học sửa máy cài, máy xúc. Vậy mới đúng tầm cỡ của tao. Vậy cảm ơn mày nghe. Vậy tao đỡ đối thủ cạnh tranh mày ơi. Ủa. Có ai trời? Không lẽ có ông sư phụ? Mà ông sư phụ cũng có vợ rồi mà, đâu ai tặng đâu. Vậy tặng cho mình. Ôi, chắc ai ái mộ mình quá à. Có lá thư nữa nè. Gửi người đàn ông đẹp trai, hào hoa, phong nhã. Trời ơi, ai nhận ra nếp đẹp tiềm ẩn của mình vậy trời. Anh biết không, bao đêm em thao thức ngóng trông. Ngày dài em vẫn đợi dù lòng đầy bão giông. Tình em như nước dâng cao, anh ơi có biết không? Ủa nói gì vậy? Thơ kỳ cục vậy. Cái này là gáp đó nha, a hi hi. A là gáp là phải đọc theo kiểu gáp hả? Anh biết không, bao đêm em thao thức ngóng trông. Ngày dài em vẫn đợi dù lòng đầy bão giông. Tình em như nước dâng cao, anh ơi có biết không? Có biết không? Có biết không? Có biết không? Không. Ủa mày bị gì nói vậy Tèo? Chú hai. Bị gì á? Có người tặng quà với viết thơ cho con chú hai. Trời đất ơi. Trời, cảm giác mà được nhận quà với nhận thơ nó đã gì đâu chú hai ơi. Chú hai ơi,
Ngày ấy cũng đã đến. Má ơi, con sắp trả nợ cho má rồi. Ủa nó có cho tiền mày nữa hả? Đâu có. Con nợ má con một nàng dâu. Lần này con sẽ cưới dâu cho má con. Chúc mừng mày nha. Mừng mày có nguy cơ thoát ế nha. Thì nữa con mời chú Hai ăn đám cưới nha. Để tôi suy nghĩ lại coi có nên đi hay không nữa. Ủa chú Hai đi đâu ạ? Tao đi công chuyện. Ủa mà tao đi đâu mày hỏi làm chi? Con hỏi thì con quan tâm chú Hai chứ đâu phải nhiều chuyện đâu. Tao đi kiếm người nhiều chuyện mà giờ mày nói mày không nhiều chuyện thôi tao về. Chú Hai. Có nhiều không? Có. Thôi đi mai đi tối rồi. Gì hả? Chú Hai. Dạ. Chìa khóa tao đâu? Ai biết? Giấu gì? Đâu có gì đâu. Coi đây. Không có. Sao có cái bọc không vậy? Thì cái bọc thôi. Mày cầm gì đưa coi đây. Mày giấu khóa tao. Không có. Trời ơi, chìa khóa bỏ trong bóp luôn. Ủa, cái này là cái gì vậy? Cái bóp. Ai tặng cho mày? Chắc là ai thầm thương trộm nhớ tao á. Ủa mà sao nhỏ nào tặng vô duyên vậy? Sao vô duyên? Tặng cho mày cái bóp nè. Có bao giờ mày có tiền đâu mà tặng cái bóp. Ủa, dám mày đâu. Ái người ta ngại, người ta chưa dám thổ lộ á. Ủa sao mày không điều tra đi? Ở Xẻo Lá này có mấy đứa con gái à? Mày điều tra cái ra liền. Biết ai đâu điều tra. Mà tao thấy cái này tao không ưa rồi. Con gái gì mà đi tặng quà cho con trai, làm mất quyền lợi của con trai hết à. Mắc cười mày quá à. Ai biểu tao có duyên ngầm chứ. Mà không được mày ơi. Cọc gì mà đi tìm trâu. Thấy đi cua trai là thấy ghét rồi đó. Thôi mày ơi. Khó ưa khó chịu như mày bởi suốt đời ế hoài là phải rồi. Độc thân không phải là ế. Vì đang bàn mưu tính kế để cưa. Cái ông Ba Lít này tôi thích thì tôi tỏ tình với anh Tèo trước. Có sao đâu chứ. Đàn ông là phải chủ động, hiểu chưa? Gạo. Xe bị gì vậy? Em không biết nữa, tự nhiên đề nó không chạy nữa. Anh coi giùm em đi. Để anh coi cho. Lần này mà mình sửa được chiếc xe, về xin ông chủ cho ra nghề luôn. Em tường thuật lại cái quá trình diễn biến của chiếc xe bị hư đi đàn anh đón bệnh. Trời ơi, thì em đang chạy, em muốn hạ ga cái nó đứt con chuột luôn à. Ủa con chuột là con gì trời? Mà nó có kêu kịch không? Hình như là có. Rồi, vậy là anh biết nó bị gì rồi. Mà men lì dữ vậy trời. Sửa xe thôi mà cũng đẹp trai nữa. Nó bị gì anh? Anh cũng không biết bị gì nữa. Anh sửa đại à. Trời ơi trời. Thử rồi. Được rồi nè. Ê, có em nhiêu tiền vậy? Thôi, tiền bạc gì? Anh sử dụng á. Về đi. Cảm ơn anh. Về đi. Đi. Rồi, chạy đi. Người đâu dễ thương dữ chạy. Đó.
thảm quá. Mười giờ bảy phút thứ sáu, sự nghiệp hanh thông, chuẩn bị đón nhận tình yêu với người ấy nhé. Yeah. Công nhận hách xì tới đâu là đúng tới đó luôn á. Sao rồi? Người gọi rồi, để tao đề thử rồi nha. Trời ơi, mày biết sửa xe không như vậy? Biết sao không? Chiếc xe tao á, cái lúc mà chưa sửa nó chỉ đổ gì để bác thôi. Bây giờ qua tay mày thành bơm nguyên tử luôn rồi. Thôi mày ơi, không phải tại tao đâu. Tại xe mày hết xí quách chứ bộ. Đổi xe mới đi. Tao nói thiệt với mày nha, chỗ bạn bè tao không làm như mày, chứ người khác người ta đập vô mặt mày đó. Mắc gì quýnh tao. Mày nên đi học sửa xe tay ga giùm tao đi. Cái cơ chế của chiếc xe số á với chiếc xe tay ga nó khác nhau hoàn toàn. Bây giờ mày học có một bên mà sửa bên kia sao được? Từ con cháu lành thành con cháu què rồi. Thôi mẹ, biết gầu nó hoài. Anh Tèo, anh đi đâu vậy? Anh đi học sửa xe á. Trời trời trời, giỏi vậy, già còn đi học nữa. Già đâu già, anh còn chém ăn à. Mà người ta nói là học, học nữa, học mãi. Cho nên bây giờ anh đi học sửa xe tay ga. Ghê. Tí má em á chuẩn bị mua xe cho em á. Hay là để cho em về em chạy. Lâu lâu á em chọt cho nó hư rồi mang qua anh sửa cho em nghe. Trời ơi, công nhận em có hiếu với tí má em ghê á. Anh Tèo. Cái gì vậy? Mà sửa xe tay ga có khó không? Khó chứ, khó quá trời quá đất luôn á. Xe tay ga nó khác xe số này. Nhưng mà được cái anh Tèo thông minh sáng dạ, cho nên học gì cũng lẹ, cho nên cũng không có khó lắm. Bởi vậy em nói mà, cái xóm xẻo lá này á, chỉ có duy nhất một mình anh là người đàn ông vừa có chí và vừa có khí nữa. Anh Ba Lít á còn thua anh nhiều á. Đúng rồi, em nói có lý, hèn gì anh được tặng cái quý. Cái gì? Anh được tặng cái bí. Là cái bóp á. Anh mờ đặc biệt nha. Làm như ai ái mộ anh hay gì á. Tặng cái bóp mà không có ghi tên. Mờ còn tặng cho anh cái bài gáp nữa chứ. Gái mà biết gáp luôn. Ê, em biết sớm mình ai gái mà biết gáp không? Không. Tiếc quá. Anh mà biết ai tặng cho anh cái quý như cái bài gáp đó, chắc anh yêu luôn quá. Tèo. Gì? Em thấy á, anh vừa dễ thương nè, vừa hiền lành nữa. Mà tại sao á, anh chưa có vợ vậy? Thôi em ơi. Hả? Chuyện vợ con là chuyện duyên nợ. Anh cũng muốn có nợ lắm mà duyên chưa tới. Trời ơi trời, duyên đang đứng thù lùi một đống đây mà không thấy hả chị? Duyên đâu? Đâu thấy duyên dáng gì đâu. Bởi vậy thứ chậm tiêu anh không có bồ là phải rồi đó. Nóng gạo. Nóng gạo. Yes, thành công rồi. Hay quá Tèo ơi. Asher. Ngưng. Chúc mừng chú hai. Trời ơi, nó nhảy mũi mệt muốn chết mà chúc mừng vậy. Trong cái điện thoại coi coi bói á, người ta nói là ách xì mà ba cái liên tục nha là gia đình chuẩn bị có thêm thành viên mới. À mà cũng có thể có nha. Sao? Tao cứ vợ chồng bảy cò cũng lâu rồi, mấy chuyện hay nhái nó có rồi đó. Đúng rồi, vậy là gia đình chú hai chuẩn bị có thêm thành viên mới rồi. Chúc mừng chú hai lên chức ông nội. Rồi, cảm ơn mày nha. Chú hai, chúc mừng con đi. Ủa mày đâu có gì vui đâu, kêu tao chúc mừng mày. Có,
con mới sửa xe xong cho thằng Phi bóng nè, con chuẩn bị ra nghề rồi. Được mày. Thiệt. Mới tin luôn á. Anh Tèo. Cơm gạo. Anh. Hả? Anh đã tìm ra cái người mà bí mật tặng quà cho anh chưa? Chưa. Anh không thắc mắc ai hết á hả? Thắc mắc sao không? Mà chưa tìm ra manh mối. Anh không cái nghi ngờ ai luôn. Biết ai đâu nghi ngờ. Anh biết không, bao đêm em thao thức ngóng trông. Ê, giọng em đọc gáp cũng hay á. Ê, gạo gạo. Sao cái bài thơ người ta viết tặng anh, sao em đọc lén hả? Em kỳ cục quá. Gạo ơi, em đừng nói với anh bài gáp em chứ em tặng anh nghe. Chính là em. Là gạo tặng bóp, tặng gáp á hả? À, anh Tèo, anh có sao không? À, anh không sao. Anh không sao. Vậy anh thấy em sao? Em cũng dễ thương. Rồi sao nữa? Gạo ơi. Ơi. Gạo à. À. Gạo yêu ai cũng vậy. Yêu dùm Tèo, Tèo cảm ơn. Gì danh dữ vậy trời. Ok, em chịu nha. Mà ngó nghiêng vậy? 안녕하세요. 저는 리테입니다. Đúng đây rồi. Thuê phòng hả? Thuê phòng. Không. Thuê phòng. À. Thuê phòng. Đê, thuê phòng. Đi vô, vô đây. Đi. Ở đây mát lắm á. Thấy cây cối rồi, xanh tươi chưa? Annyeonghaseyo. Ủa? Ai đây má? Khách thuê phòng. À, khách thuê phòng hả? Ê, hình như là người Hàn Quốc phải không? Hàn Quốc. Hèn chi nhìn đẹp trai ghê luôn vậy đó. Ủa, con nghe được hả? Nói gì vậy? Ý ổng nói á, ổng là người Hàn Quốc, giống như là ổng người nước ngoài rồi nói tiếng Việt Nam mình, mà cũng như là người Việt Nam mình nói tiếng nước ngoài lớ gì đó má, chứ đâu có gì chan nhau đâu. Má nói với tía, khách này là của con nha, con được chia 25% á. Biết rồi, nhưng mà có biết nói chuyện với người ta không mà dành? Ồ thì để con làm cho má coi. Ê vô vô, go. Khách mà sao con kêu tiếng chó rồi quăng mắt khách vô kỳ vậy? Phải tôn trọng chứ. Dạ không phải, má không biết gì hết trơn á. Go là tiếng Anh, tiếng Việt Nam là đi á má. Khi ổng đi vô á, đi go. Go. Sit down. 감사합니다. Yeah. You, what's your name? Little. Little.
T.O. Dạ. Gì hả? Nước ngoài hả? Ờ. Dạ đúng rồi tiếp. Ô, xin chào. Chào. Xin chào. Chào chứ chào. Chào. Sao gặp nó, tôi tưởng ông nói tiếng Anh, tiếng U gì, nói tiếng Việt. Trời ơi, tiếng Anh tôi biết có mấy tiếng à, tôi chỉ biết yes, no với ok thôi. Hỏi tầm bậy tầm bạ nó trả lời tiếng Anh không sao biết được trả lời nó. Ờ ha. Tôi Hannah phòng. 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 Cái gì ta? Ngủ nó làm gì là ngủ nè. Phòng. À con biết rồi. Ổng muốn thuê một phòng. Phải không? Thuê một phòng phải không? À để coi em, tiếng Anh một là one, phòng là cái gì? Room. One room. Yeah, one room. One room. Yeah. 200,000. No. One room, not two room. Học 200,000, hiểu không? 200,000 á. Mày ghi cái số rồi cho nó coi nó hiểu à, bởi vì cái số cả thế giới người ta cũng sử dụng không à. À dạ dạ. À để con ghi nha. Ghi đi. Rồi. Chứ mày nói hết này tới sáng. Nè. Nè. Đê. Ok. 200,000. 200. Gì cười cái gì cười, vô lấy phòng cho khách đi kìa. Dạ dạ. Go. 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 Dạ, con sao bây giờ? Go. Chị Bảy ơi, có nhà không chị Bảy ơi? Tám hả Tám? Đang phải đổ ngoài sau nè. Anh Bảy, có chị Bảy ở nhà không? Chị Bảy mày hả? Dạ. Đi đám giỗ ở ngoài huyện rồi, hai bữa nữa mới về. Kiếm chị có gì không? À mà thôi, không có chị Bảy của anh cũng được. À, kiếm anh chị. À mà thôi đi. Cái thằng thiệt, không hiểu nổi đó luôn. Uống nước sao? Cảm ơn anh. Trà thơm em, rót ra nghe mùi thơm phức à. Trà ngon lắm. Trà ăn sáu đó gửi về. Ừ. À, dạ tiếng mới qua. Dạ, dạ chú Sáu. Mấy đứa. Dạ, thưa chú Sáu. Hai đứa trên xã về hả? Dạ. Ủa trên xã bên đây làm gì mà tao thấy bà con tao buông lên đó đông dữ vậy bây? Dạ, người ta nói gì, họp về cái tái cơ cấu nông nghiệp á tiếng. Chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ớt. Vậy đó hả? Ôi, rảnh. Trồng lúa, lo trồng lúa đi. Bày đặt tái cơ cấu mà đổ qua trồng ớt chi cho nó mệt vậy. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ thiệt ra là tôi có hai công ớt đang chờ thu hoạch. Tôi đợi mà có giá một cái là tôi tung ra tôi bán liền. Công nhận nha, mày lanh thiệt nha. Ở xéo lá này đó, mày trồng ớt đầu tiên đó nha. Chứ ai nữa. Trồng ớt á, thì thu nhập nó cao hơn trồng lúa. Nhưng mà nó còn tùy theo thời tiết, thời điểm nữa nha. Anh khỏi phải dạy. Tôi đã đầu tư tôi trồng ớt rồi là tôi nghiên cứu thiệt là kỹ luôn. Với lại đất mình trồng lúa hết rồi, đâu còn đất trống đâu mình trồng ớt. Nên thôi con không nghe nữa, con đi về sớm cho khỏe. Nhảy. Dạ. Đổi gì cho chú mượn rồi con. Cho chú mượn coi. Trời ơi, trái ớt mà tôi tưởng nó dễ cây đào không chứ. Ê cái này ngộ ha. Kỳ này mà ớt đúng bánh nha. Tôi làm một mớ vòng như vậy nè, tôi đội đi cùng làng cuối xóm cho người ta biết là danh của Sáu lắm. Đúng rồi đó, tao thấy cái mặt mày á, đội cái đó vô hộp đó dòm y như con tê giác vậy đó. Mày đừng có hùa tao tía tụi bay nghe. Anh sợ sức móc mỏ tôi hoài à. Nè, mai mốt về tôi mà trúng mùa ớt đừng kêu tôi Sáu lắm nữa, kêu tôi là đại gia ớt hiểm được không? Ừ. Con á, là con kênh Bảy Cò nè, thuê đất rồi trồng ớt. Vậy mà anh không chịu tía. Thôi em ơi, trời ơi, anh vừa trồng lúa rồi anh vừa nuôi heo nữa, thời gian đâu anh trồng ớt. Đúng rồi, con mình nó mà biết bao nhiêu việc làm sao làm cho nó sẽ vậy. Cái tánh thằng này nè, nó giống y chang anh hai vậy đó, cứ ăn chắc mặt bền hoài. Con ơi, con phải nhớ ông bà mình có cái câu là có phước làm quan, có gan làm giàu. Mày phải liều mày mới giàu được. Thôi
Vậy cho nó chắc chú ơi, làm nông này á, hồi nào tới giờ đâu có ai giàu đâu. Tôi đồng ý với anh, làm nông á là khó nói chuyện làm giàu lắm, phụ thuộc nhiều thứ lắm, đủ ăn là mừng rồi, nhưng giàu là mình mừng hơn chứ, đúng không? Ui gì nữa. Ô bạn, dạ Phật ơi, này nó giống tôi à bạn à. Mày cũng đi sinh xã vậy đó hả? Hai ông bay đổi hai này thì giờ ông thấy giống như tê giác mẹ tê giác con quá ha. Thôi mày bỏ ra giùm tao con gái đi, ông bóc họng nữa đó. Dạ cái này là ớt mà. Dạ. Con đi chung với hai đứa này nè. Dạ. Ê Ba Lích, rồi có định chuyển qua trồng ớt không? Thôi đó giờ tôi đâu có biết làm nông đâu, rồi cái gì tái cơ cấu gì đó thôi khó quá tôi không làm đâu. Cái bản mặt thằng này nè là biết có tái nạm gạo ở trong tô phở thôi, chứ tái đầu tư sức mấy nó biết. Sao kỳ cục quá. Thôi mà con nói cho mọi người nghe nè, lúc nãy á hai đứa bay á không chịu ở lại, đi về chung với tao là gặp chuyện hên rồi. Gì vậy? Gì vậy? Hên gì? Con gặp công ty phân bón là họ đang có cái chương trình quảng cáo nè, người ta tặng cho con cáo thun luôn nè. Đẹp ta. Dạ. Ủa chỉ vậy thôi hả? Còn nữa, cái này mới hên dữ luôn nè, là họ có cái chương trình bốc thăm trúng thưởng, con đưa cái tay vô con bốc cái thăm ra cái trúng cái rẹt. Trúng cái gì? Thì nó mới nói đó, nó trúng cái rẹt. Không phải, trúng một chỉ vàng. Trời đất ơi, chỉ à? Thằng này ăn hên thiệt chứ. Đã nói để làm thủ tục xong vài ngày nữa người ta mới gửi về cho con. Xong đổi lấy tiền ra trước đi cho chắc. Con nghe nói vàng càng ngày càng lên nên con để dành. Thằng này nó tính kỹ thiệt anh hai. Ê Ba Lích, sao trúng được vàng hay quá vậy? Thì tôi mua phân bón ruộng, cái người ta cho tôi bốc không trúng thưởng, ai dè trúng thiệt. Anh Ba Lích, anh mua phân bón ở đại lý nào mà được khuyến mãi hay vậy? Đây 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 nè, ở hãng này nè đó, để lát tôi gửi qua cho. Dạ dạ được á. Anh Bảy hả? Em thấy anh mua phân bón hoài à, mà sao không thấy khuyến mãi đâu hết vậy? Thì bên anh cũng có khuyến mãi mà tao khuyến mãi áo thun à. À tôi biết rồi, chắc là cái chỗ ông mua là cũ rồi, người ta không có chương trình khuyến mãi. Còn cái này nè là cái thương hiệu người ta mới ra nên người ta tổ chức bốc thăm đồ mạnh lắm để quảng cáo mà. Trời đất ơi, uổng chưa mà sao anh không tìm hiểu cho kỹ vậy? Anh đâu có biết đâu, thiệt tình luôn á. Anh đâu có biết đâu. Càng quỷ, tự nhiên nói vụ trúng vàng chi vậy? Ơ trời. Dùng lửa thử vàng, dùng vàng thử đàn bà. Trúng thì tôi nói trúng thiệt chứ bộ. Trúng cái con khỉ khô. Nhai nhai. Bán gần hết rồi còn nhiêu đó đó. Nhà con còn khô, nhưng mà con sẽ mua ủng hộ bà Tư. Vậy tốt quá. Này gần nhiêu vậy bà Tư? Bán cho người ta là 30 ngàn, lấy rẻ con 27 ngàn thôi. À dạ dạ. Ê. Rồi nè, 30 đi, khỏi thôi. Bà bán cho người ta sao, bà bán con vậy thôi. Vậy hả, cảm ơn con nghe. Dạ. Ủa mà hôm bữa con nhớ bà bán trái cây mà, sao bữa nay bà chuyển qua bán khô vậy? Trái cây thì cũng phải bán theo mùa, mùa nào trái nấy. Bữa nay trái cây nó ít, thành ra bà Tư bán khô để đổi gạo. Con thấy bà lớn tuổi rồi, sao bà không ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng có đi bán, lỡ có chuyện gì mệt lắm. Ở không chán lắm, với lại đi mần nó mới vui bay ơi. Ủa sao ngộ vậy ta? Theo con nha, là con thấy ở không nó vui hơn là đi mần. À chắc là bà già nên bà đi mần vui hơn ở không. Cái thằng mà chắc là vậy đó. Bây giờ hết khô rồi, sẵn đường con lên xe con chở bà về nhà luôn, bà khỏi lội bộ. Thôi con về trước đi. Về trước đi, bà chút nữa bà về sau. Bà là còn nguyên một vỏ khô dưới đó luôn hả? Mấy bữa một tí nói gì à, là tôi phải bán cho hết đi, chứ để nó gì à, nó không có cho tao đi bán đâu. Mà nè, mời mốt nó gì á, con đừng có nói với một tí, ở nhà tôi đi bán khô nghe không? Dạ dạ con biết rồi, con không nói đâu. Giỏi. Dạ. Ui Tư. Cái gì? Con thấy cái đường này vắng lắm, không có cái nhơn nào đâu.
không ấy bây giờ bà lên xe đi, con chở bà ra ngoài quốc lộ 1A, ở ngoài đó đông người lắm, cái con bắt khách con bán cho bà mau hết khô lắm. À, thôi con đi mình đi. Ừ, vậy phiền con lắm. Thôi có gì đâu, trời ơi. Đây, lên 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 được phải không? Sớm ghiền với nhau không chứ có gì đâu Tư. Rồi rồi, ngồi chắc nha bà Tư. À, anh là ba. À, con. Ủa sao Tư đứng đây vậy? Cái thằng ba lít nè, nó nói nó chở Tư đi bán khô mà nó đi một mình mất tiêu rồi. Trời đất ơi, cái ông ba lít này sớm xa sớm xác thiệt chứ. Đây đưa con cầm cho, để con đưa Tư về. À, cái gì vậy ba lít? Mày làm cái gì vậy? Rồi hàng hỏng của tao đâu rồi? Con để lên xe nè. A lít hả? Anh chở bà Tư thì sao, hồi anh đi mình ên vậy, rồi để bà ở đây lỡ có chuyện gì thì sao? Anh đâu có biết đâu, anh tưởng đâu bà Tư lên rồi. Cái thằng vậy rồi giờ sao mà Tư đi bán? Bà khỏi bán. Đây bây giờ để con bán giùm cho bà Tư luôn nhái. Hả? Em hộ tống bà Tư về nhà giùm anh nha. Yên tâm đi, con đem tiền về cho bà hết à. Khô có ế con đem về luôn, không đem đi nhậu đâu. Dạ. Nhớ nha. Trời, rớt đồ. Không sao, không sao, không sao. Rồi. Được không? Được. Khô bà Tư đây. Khô bà Tư đây. Thôi kệ anh đi bà. Qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm sờ ba má em buồn lòng. Ui, lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây. Ê, mẹ tụi con. Chú Sáu. Dạ, dạ chú Sáu. Dạ chú. Đi mừng ruộng hả? Dạ. Dạ. Chèn ơi, dòm đứa nào mặt mày đen thui đen thích, thấy thương hết sức vậy đó hả? Ê, biết gì chưa? Báo tụi bay tin vui nè. Tin gì chú Sáu? Giá ớt bây giờ là nó tăng vun vút. Nó tăng gấp 2, gấp 3 lần luôn rồi. Mà trong dự kiến là ớt nó còn tăng nữa, tăng gấp 3, gấp 4 lần. Trời đất ơi, vậy là đợt này coi như nhà của chú Sáu vô mánh nó còn gì nữa. Sướng ghê vậy. À, thường thôi, thì cũng nhờ chú. Cái đầu chú nó linh hoạt, chú đoán biết trước được tình thế. Bây giờ chú dặn mấy đứa nè, nhà đứa nào còn ớt giữ lại khoan bán, chờ ớt mà lên giá nữa bắt đầu mới tung ra bán, nghe chưa? Nguyên xẻo lá này có mình chú Sáu là nhiều công ớt nhất. Tụi con còn không có một cây nữa, lấy đâu mà để dành. Trời ơi, thấy thương. Thôi tao chỉ nhắc hờ vậy thôi, còn làm hay không là tùy tụi bay. Thôi chú đi nghe. Dạ chú Sáu đi. Qua lối nhỏ vào nhà em. Trời ơi, có cây ớt. Bây giờ ớt đang có giá, gặp ớt ngoài đường là phải nhổ đem về nhà trồng liền. Công nhận chú Sáu ổng hên dễ sợ. Anh nghe vậy mà không biết làm theo. Từ rày về sau á, hễ mà thấy chú Sáu làm cái gì là mình bắt chước làm cái đó liền ngay lập tức. Ý kiến đúng. Hai vợ chồng ông á, thấy chú Sáu làm cái gì cứ làm theo đi, đảm bảo thành công. Ê ba Lít, rồi có định làm chung với vợ chồng tôi không? Không, đâu có đất đâu, đất của tía tôi. Thôi đi làm chung đi, rồi lỡ như mình không biết cái gì á thì mình chạy qua mình hỏi chú Sáu. Trời ơi, hai người tưởng làm ớt dễ lắm hả? Khó lắm á. Bây giờ tôi canh me mua phân bón, hễ có chương trình bốc thăm trúng thưởng cái tôi bốc thăm liền, tôi trúng vàng. À, nè, khỏi tốn công, khỏi tốn vốn, khỏi tốn thời gian. Cảm ơn anh. Uống nước sao? Dạ. Đợt này bà ớt lên chóng mặt luôn ha. Ai chóng mặt thì chóng chứ tôi đâu chóng mặt đâu. Tôi ngồi tôi đếm tiền khỏe ru à. Mày năm nay trúng lớn rồi, làm chơi chơi mà ăn thiệt ha. Ai nói anh tôi làm chơi? Tôi làm chơi mà tôi dám bỏ tiền đầu tư 2 công đất để tôi trồng ớt hả? Thôi mày làm ăn lớn. Nói vậy tôi chịu à. Nhưng mà trúng cái đó, mấy đứa nhỏ trong nhà nè, bể cò đâu đó. Sao? Phân bị quá trời. Ủa mắc cái phân bị? Tôi nói anh nghe, tại vì ớt bây giờ nó đang có giá. Mà hồi đó trồng lúa má ta nó thất mùa, mà bán không có được giá. Tôi mới bỏ lúa tôi qua tôi trồng ớt. Mà thôi anh nói tụi thằng con anh nó cũng đừng có bắt chước tôi làm gì. Thử thời giờ mà mấy thằng con anh mà nó bỏ lúa nó trồng ớt như tôi coi. Trời ơi, sức mấy mà nó bằng tôi. Đúng rồi,
con người ta nó không có cái số. Chứ sao? Trời kêu ai nói dạ mày ơi. Anh kỳ lắm nha. Sao kỳ? Tôi trúng mùa ớt thì tôi cũng sắm sửa đồ đạc trong nhà, tôi mua cái xe mới. Chứ tôi có làm gì không phải lòng anh đâu mà anh cứ móc mỏ anh sân si với tôi hoài. Trời đất ơi, mày trúng ớt á, tao mừng cho mày không hết. Mắc gì tao sân si với mày chi? Anh mừng mà sao cái mặt anh nó quạo đi không hả? Nói cái mặt tao vậy đó. Trời, còn lại trời Phật. Mong trời Phật cho mau có mưa xuống giùm con đi. Mưa xuống con, mưa. Anh làm cái gì vậy? Anh đang cầu mưa. Cầu mưa chi? Mưa xuống chứ chi. Ủa? Cái máy bơm anh chưa sửa luôn hả? Anh sửa rồi, mà hư nữa rồi. Giờ lúa đang thiếu nước, anh biết phải làm sao giờ. Thời tiết năm nay sao mà chán ghê á. Nắng gì mà nắng dữ vậy không biết. Biết vậy mình trồng ớt sớm cho rồi, giờ đỡ biết nhiêu. Thì anh cũng chuyển qua trồng ớt rồi, nhưng mà hy vọng gỡ gạt được chút đỉnh. Cả cái xóm xẻo lá của mình nè, ai cũng trồng ớt hết. Mình thì trồng mới có một miếng à, biết gỡ gạt được gì không nữa. Cũng hy vọng vậy thôi. Mười mấy bữa nay á, bà dọn cơm tôi không thấy bà cho tôi ăn trái ớt nào chân nha. Ông làm như ông ăn ớt giỏi lắm vậy. Ăn gì bao nhiêu mà bữa nào ông đòi ớt. Ớt thấy vị ăn á, nó có cái vị thuốc này, ăn vô nó sáng mắt đó. Để vài bữa nữa con thu hoạch ớt, dù cho trái ớt nó có cao cỡ nào đi chăng nữa, con cũng sẽ để dành một mớ cho tía má ăn. Nghe ăn dâu nói câu nghe mát lòng mát dạ liền. Vợ con nói tiếp. Vợ mày nói nghe còn được hơn vợ tao. Vợ tao ỷ lớn á, nói nghe bực. Tiếp, năm nay á, con có cái để gỡ lại cái mùa lúa rồi. Ờ, đúng rồi đó. Tao nói lúa năm nay thất thu, nhưng mà được cái như nhà chú Sáu á, không thấy không? Trúng một ớt một cái, trời ơi, trang hoàng nhà cửa lộng lẫy luôn. Má yên tâm đi, con mà trúng ớt hả, con trang hoàng nhà cửa cho tía má. Còn mê hơn nữa. Đúng là trời thương, đang nắng vậy, mưa ào cái cho mát, bảo đảm mùa ớt này mình thắng chắc. Anh, hồi nãy bên nhà tía má, anh chưa trang hoàng lại nhà bển là sao? Là anh mua tivi mới cho nó bự hơn, mua máy lạnh mới cho nó mát hơn. Vậy còn tía má em thì sao? Tía má em à? Thì y hệt vậy chứ sao? Vậy còn nhà mình thì sao? Y hệt vậy, để nguyên. Không lắp gì hết? Không. Ủa? Làm sắm gì hết trơn á. Mà yên tâm đi, anh không sắm đồ trong nhà, nhưng mà anh sắm vàng cho em. Như là bông nè, chì chì nè, mua cho em nhẫn nè ha, mua cho lắc nè ha, mua cho xi men nè ha. Thậm chí anh mua nhẫn cho em đeo ngón chân luôn. Thôi đi, em toàn là làm mấy chuyện phun lắm tay vùng không à. Đeo mấy cái vàng đó đổ tan hết. Trời, anh mua vàng thiệt chứ có mua vàng giả đâu mà nó đổ tan. Anh mua vàng thiệt hả? Ừ. Thôi đi, anh làm như mê vàng lắm bằng. À quên, bây giờ vợ anh không có mê vàng mà mê ớt. Tám thằng nó không thấy ăn cơm. Nó ăn cơm trước rồi đi chơi với bạn. Cha, lâu dữ rồi mới thấy bà cho tôi ăn ớt lại nha. Thì tự nhiên ớt nó lên giá ào ào à. Rồi giờ rớt giá rồi. Ngày nào ông cũng có ớt ăn hết. Khỏi đòi. Biết ngay mà. Thấy gì ớt là biết rớt giá rồi. Chết cha. Trời đất ơi. Gì vậy? Vợ chồng bãi cò đầu tư trồng ba cái ớt nè, bây giờ rớt giá kiểu này rồi sao? Tội nghiệp nhỏ không? Thì bởi vậy tôi cũng thấy lo hổm rà giờ. Nhưng mà cũng may nó trồng ít thôi hà. Thấy ta làm được quá cũng ráng đu theo làm thử. Rồi bây giờ ớt rớt giá rồi đó,
không biết làm sao nữa nè. Bởi vì tôi nói bà, nông dân mình nghèo hoài là vậy đó. Đừng có thấy cái gì mà nó lên giá rồi ùn ùn trồng đó nghe. Rồi ai cũng trồng ớt, ai trồng ớt đó, bây giờ nó rớt giá xuống nè. Vậy chỉ còn cái nước phơi khô. Rồi nghe, tôi nói không, ông ăn ớt từ năm này qua năm sau vẫn còn á, giờ tụi nó bán không được. Nó đem nó phơi khô nè, rồi nó làm ớt tẩm, mà làm ớt sa tế, để dành cho ông ăn cả năm luôn không hết. Vậy đó hả? Công nhận ớt cay thiệt à. Không biết mắc lỗi ở khâu nào mà trồng ớt trái nó đạt lét, gần tới ngày thu hoạch rồi trái non xèo lớn không nổi luôn. Rầu thiệt chứ, hồi người ta làm có bị sao đâu, tới phiên mình là trầy ruột hết cái này tới cái kia. Giờ anh mới hiểu tại sao đất người ta không làm mà ta cho mướn. Tại vì đất có làm được đâu ta làm. Rồi dính nhớ mà không ai hỏi han mua gì hết trơn á tía. Bán ế vậy á, tao không quảng cáo, giống như mấy người bán đồ trên mạng vậy đó, chứ bán mà không quảng cáo cũng như bán ớt vậy đó. Tự nhiên nghe thấy bán ớt không sợ ghê á. Đúng là ớt nào mà ớt chẳng cay. Bắt đầu mùa ớt lại ngay mất mùa. Trời đất ơi, lẩm rẩm từng sau tới sinh nhật của mình rồi. Mất mẹ con bà này có tính gì không ta? Thấy em ru rồi nè. Bà ơi, kêu ôm sòm nè. Nè ăn trái cây nè. Tuần sau bà tính sao? Ủa tính sao là sao? Có kế hoạch gì không? Kế hoạch gì? Trời đất ơi. Ủa ngày gì mà phải kế hoạch? Mà có chuyện gì không? Đâu có chuyện gì đâu. Tôi hỏi bà chơi vậy thôi à. Chiếc mình này rớt kìa. Không biết đâu mà nghe. Gì? Ủa sao chiếc mình ông rớt đây nè? Bà đọc kỹ chưa bà nói của tôi? Phải, cái hình ông chần dần đấy mà. Bà thấy mặt tôi dính gì không? Bà coi kỹ đi. Dính gì đâu? Đó, bà coi kỹ đi. Ờ. Rồi, sạch rồi nè, giữ cho kỹ nghe không? Đứt đi cái chân mình rồi. Kệ tôi đứt tôi bỏ, giấy tờ tôi muốn kẹp, kiểu này tôi kẹp ra. Giữ cho kỹ nghe không? Cái chân mình mất là làm lại mệt lắm á. Dạ, chào tía. Ừ, chào buổi sáng. Trời ơi, bữa nay công nhận tía lên đồ nhìn như thanh niên trai tráng vậy đó nha. Không có chơi nói nịnh nha mày. Con nói thiệt mà, con đâu có nịnh tía làm chi. Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Bộ mặt dính lò nghe hả? Bà thấy tôi sao? Thấy lạ áo ủi hồi nào mặc vậy? Tôi nhớ tôi chưa ủi mà. Tôi tự ủi. Ủa bà tưởng tôi không biết ủi đồ mặc anh hả? Thấy lạ, động lực nào mà nay tự ủi áo tự mặc vậy? Nay có chuyện vui. À biết rồi, nhớ rồi, mình chuẩn bị bán lứa heo. Tám. Dạ.
đi cà phê với tía. Con hả tía? Ủa trong nhà này mấy người Tám? Dạ không phải, con thấy là lạ, tại thường ngày nè ha, tía hay nói con không hợp gu với tía, mà tự nhiên bữa nay tía rủ con đi uống cà phê. Thì có bữa hợp bữa không, nhưng bữa nay là hợp nè. Đi. Mày nhìn gì? Mai con dẫn vợ con đi ăn. Dẫn mình vợ mày thôi hả? Thì có má với thằng Tám nữa chứ. Dạ. Ba đứa mình đi ăn tiếp. Đâu? Bốn má con. À bốn má con. Dạ. Làm gì mấy mẹ con chụm đầu cho mở là cười hí hố hố vui quá. Má mới dắt con với anh Bảy đi ăn. Ngon quá trời ngon luôn. Dạ. Nhà này riết là coi tao như là người tàn hình vậy đó. Người coi như là bóng ma vậy đó, không ai thấy hết à. Ủa? Tàn hình gì? Trước khi đi tôi có rủ ông đi, mà ông nói là không đi. Vậy thôi, nói gì nữa? Thôi thôi thôi, mẹ con bà đi ăn đi, vui vẻ đi, cười giỡn đi, kệ tôi. Tía, không phải dẫn đi ăn không đâu nha. Má còn dắt tụi con đi chọn tour du lịch nữa đó. Dạ. Du lịch hả? Dạ. Ai đi? Dạ, thì cả nhà mình cùng đi nè tía. Đi đâu? Tự nhiên đi du lịch à? Ủa, đâu có gì đâu, tự nhiên. Ông quên hả? Vài bữa nữa là sinh nhật ông mà. Tôi tính cả nhà mình đi du lịch Phú Quốc chơi. Ồ, Măng còn nhớ sinh nhật của Lúa đó hả? Nhớ chứ. Mà tại hôm qua giờ tôi giỡn với ông, tôi đánh trống lảng với ông thôi. Sao tí? Lâu lâu rồi đi du lịch thì cũng vui. Đi đi chứ. Dạ. Thôi vậy con về, con báo cho vợ con biết, vợ con nó mừng. Dạ, thưa tiếp án mình về. Dẫn vợ mày đi nha. Dạ. Tao dẫn vợ tao đi đó. Cái thằng tao nói lớn rồi, có vợ rồi mà y như con nít. Em đi chợ về nào vậy? Nãy giờ tôi về với cả tiếng hồ rồi đó anh co. Anh làm cái gì mà thơ thơ thẩn thẩn nãy giờ này vậy? Ừ, sắp tới sinh nhật tía mà nghĩ hoài không biết mua gì tặng tía giờ. Sinh nhật tía? Ừ. Để em nghĩ coi. À, em biết tía thích gì rồi. Người già họ thích nhất là cái gì? Thích gì em? Thích vàng. Mình đi mua vàng cho tía. À, theo anh thấy nha, người thích đeo vàng nhất á là em. Cái đó em nói với má được, chứ tía không có thích đeo vàng. Tía nói đeo vàng vô vướng víu khó chịu lắm, ép dữ lắm là tía mới đeo chiếc nhẫn của tía má làm kỷ niệm á. Ừ. Anh, em biết mình mua gì cho tía rồi, em chắc chắn là tía sẽ thích món này. Món gì? Dây. Hay, công nhận em tinh tế dễ sợ luôn nha. Em thấy nào giờ á, tí có mang dài không? Không có. Đó, đó là lý do á. Cả cuộc đời anh á, là anh chưa từng thấy tí mang dài. Không, có một lần cái ngày đám cưới hai đứa mình á, tí kẹt lắm mới mang dài. Nghĩ sao mua dài cho tí em? Sao không có gì được hết vậy ta? Thì bởi vậy nãy giờ anh ngồi nghĩ muốn nát óc luôn nè. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mắt. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay. Thôi đi Tám ơi, mày đừng ca thế tao nữa. Tao thuộc con bài để đi kiếm cơm đó. Nhưng mà con hát cũng hay chứ bộ tiết. Ờ, mà tao muốn để cho tao bình tao yên đi, nhức đầu lắm. Thích không tiết? Thích. Thấy tay nghề cũng được đó. Bữa nào là thợ mộc đóng cái thùng đi, rồi đi đấm bóp dắt hơi dạo được mà. Tía, tự nhiên cái con vậy mà tía kêu con đi đấm bóp dắt hơi dạo. Con chỉ thích làm diễn viên nổi tiếng thôi. Thôi, đừng có mơ mộng giữa ban ngày con ơi.
Nhưng mà mơ không có tốn tiền, con mơ thoải mái hơn tí. Tía. Ừ? Tía thích gì tía? Tiền. Vậy ngoài tiền ra. Ngoài tiền hả? Dạ. Chưa suy nghĩ tới gì. Mai suy nghĩ kỹ trả lời sao. Vậy trong sinh nhật của tía, tía ước cái gì? Tía thấy từng tuổi này cũng được rồi, đâu cần phải ước khô gì nữa con. Má, cha con tình cảm dữ hen. Thấy cha con ta đoàn kết rồi phân bì hay gì? Ai thèm. Được rồi. Dạ. Tính đâu á? Uống cà phê chứ đâu. Qua Diễm Hồng nữa gì? Trời đất ơi, thì cái xóm này có quán mà Diễm Hồng chứ đi đâu. Bà chỉ quán mới thì tôi đi. Cô mẹ con bỏ nhà tâm sự đi à, uống cà phê à. Má. Ừ, sắp tới sinh nhật tía rồi mà tụi con tính mua quà gì để tặng cho tía, mà không biết tía thích cái gì để mà phù hợp mà tặng cho tía. Má biết ông thích thứ. Thích gì vậy má? Tiền. Tưởng gì, má trả lời cũng như trang tía luôn à. Tiền á thì tụi con không có, nhưng mà ngoài tiền ra má biết tía thích gì không má? Đừng có lo lắng quá vậy. Má nghĩ á, quan trọng là ở tấm lòng thôi. Tụi con mua cái gì mà tía con không thích? Vậy hả má? Thôi, má đi công chuyện chút. Ở nhà coi nhà nghe không? Dạ. Nếu mà má nói như vậy á, thì mình cứ đặt mua đi. Chắc chắn là tía sẽ thích. 7 ngày sao chưa qua nó trời. Gì vậy Tám? 7, anh qua rồi hả? Ờ. Em đợi anh sớm tới giờ luôn á. Có chuyện gì gấp kêu anh giật ngược giật xuôi vậy? Em kêu anh qua để báo cho anh biết là em đặt hàng được cho tía rồi nè. Ủa vậy hả? Dạ. Mua gì vậy? Nè nè anh coi nè. À, mua này hả? Ờ, đặt trên mạng á. Ồ. Đẹp không? Đẹp ha. Bao nhiêu anh gửi lại nè? Dạ 1,5 triệu. Ừ. Anh 700 thôi, còn 800 em chỉ 6 gánh. Riết rồi đầu óc để đâu? Đi uống cà phê quên đem tiền. Sáng sớm mà qua uống thiếu cái bà Hồng có đốt phong long nữa. Vậy lấy tiền cho nó chắc ăn. Mày biết tính không ta? 1,5 triệu chị bà là người 500 mà. Làm gì 700? Bộ tao 7 cò là mấy 700 mà. Em á chỉ nói là chia ba thôi, chứ đâu có chia đều đâu. Phải không? Anh nè, trong ba chị em á, anh là cái người mà ăn nên làm ra nhất, cho nên anh phải chịu phần 700 là đúng rồi. Thôi mệt, chia đều. Biết thiệt chứ. Trời đất ơi, em nói thiệt với anh nha, thời buổi này á không ai cho không ai gì hết trơn á. Mà anh nên nhớ cho kỹ nha, hôm bữa anh với chị Sáu á, hai người không có suy nghĩ ra được cái gì để mà tặng cho tía hết. Chỉ có một mình em thôi, em phải dắt óc em suy nghĩ coi cái gì tặng được cho tía. Em tính toán thì thôi chứ mắc cười anh quá. Nhưng mà nói cái gì cũng phải vừa phải thôi. Cái này mày ép người quá đáng. Nhưng mà anh thì anh có tiền hơn trong ba chị em, thì anh phải chịu phần hơn chứ. Ủa vậy sao lúc ăn á mày không chia cái phần nhiều cho anh mày đi, bây giờ tới lúc mày chia tiền cái mày bắt anh mày gánh phần nhiều là sao? Dọc thứ mà mua quà tại sinh nhật cho tía không à, mà cũng tính toán nữa mất mệt. Tính chứ, tía là tía của chung chứ bộ tía riêng của mình tao hả, cái nào phải ra đó rõ ràng chứ. Thôi anh đừng có nói gì nữa hết á. Em nói thiệt với anh nha, em mà có tiền em mà giàu như anh á hả, em bao luôn hết cái phần quà của hai anh chị luôn, không có cần anh chị phải tốn nồng xu cắt bạc nào đâu.
Thôi, nói ai nói không được. Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, còn con nuôi mẹ cha nó tính tháng tính ngày. Ủa mà nó có nuôi mình ngày nào đâu mà nó tính. Mấy thằng này thiệt tình chứ, nuôi cho mập thay tới lớn rồi vậy đó. Đi chợ về sao mặt mày như bánh bao chiều vậy? Thì tính đi chợ mua thêm đồ, đang vài bữa nữa sinh nhật ông mình đi du lịch nè. Rồi sao xách vỏ không vậy? Đi nửa đường quay về. Sao hả? Bị gì ở bên công ty du lịch á, nó gọi điện cho tôi. Điện cái gì? Nó nói á, ở ngoài Phú Quốc đang bão, ở quản chuyến đi lại rồi, cho nên không có mua đồ gì hết trơn á. Buồn ghê. Có gì đâu không buồn. Thì bảo đi không được thì cho nó hết bảo đi. Duy cũng buồn. Vô, mưa tới rồi đứng đó đi. Tía, tía thấy bộ đồ mặc có đẹp không tía? Sinh nhật của tao, tao mặc đồ đỏ phải rồi. Mày làm gì quất bộ đồ quá khứ vậy lai vậy tao? Cái bộ này á là cái màu nhu lắm rồi đó tía. Nhu lắm rồi đó hả? Dạ. Chỉ còn bộ nào nổi hơn bộ này nữa không? Để nó rực lửa luôn đi. Tía, bữa nay tía là nhân vật chính mà, con đâu có dám làm lu mờ tía đâu. Tía. Gì? Thì là hai tía con mình selfie mở hàng tắm nha tía. Tự xử phải không? Dạ. Qua đây. Cười lên nha tía. À. Ủa má mày đâu rồi? Dạ. Nhưng má chuẩn bị với trong chưa xong thì sao á? Trời phải cơ, sinh nhật của tao bả làm như của bả á. Bả sửa soạn xong ra tới đây chắc tới chiều quá. Xong rồi nè. Chờ có chút xíu mà nó xấu sau lưng tôi ha. Để lẹ giùm cái đi. Trời đất ơi. Được không? Bắn đồ lên thấy cũng nghiêng thành đổ nước quá chứ. Ông á, cứ coi thường tôi hoài à. Kiếm đứa nữa được đó. Là. Ủa, sao giờ anh Bảy như chị Bảy chưa qua nữa tía má? Thì cứ từ từ, còn sớm mà. Má đặt tiệc tới chiều tối lận lo gì. Ủa sao không làm ở nhà cho nó gọn, bài vẽ quán xá chi cho nó tốn kém. Thì lâu lâu mới có dịp mà cả nhà mình ra ngoài ăn cho nó có không khí. Dạ, dạ thưa tía má, vợ chồng con mới qua. Dạ, tía má tụi con mới qua. Trời đất ơi, sinh nhật của tao với bộ sinh nhật mày sao mặc bộ đồ nổi hơn tao nữa vậy mày? Thấy chưa, hồi nãy em đã nói anh rồi chứ phải. Dạ, cái này cũng phải tại con tía ơi, tại anh Tám ấy. Nó nói con hôm nay sinh nhật của tía phải ăn mặc cho lộng lẫy đẹp. Con đâu biết ăn mặc sao lộng lẫy. Khen nhờ nó mua cho con bộ đồ mua vậy nè. Thôi đông đủ hết rồi ha. Dạ. Đi, mình đi. Dạ. Đi tiếp. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to tía. Tía ơi, tía ước đi tía. Tía, bây giờ tía ước đi tía. Ước gì? À, bây giờ á, tía chắp tay lại vậy nè. Cái tía nhắm mắt lại, tía ước. Ước xong cái tía thổi nến, là xong. Dạ tía, con nghe người ta nói á, vào đúng dịp sinh nhật của mình mà mình ước một điều gì đó thì điều đó sẽ trở thành hiện thực đó tía. Được không? Dạ. Anh xua đi. Được mà. Ước, ước đi không? Ước đi. Ước đi. Ông sao vậy? Sao vậy tía?
nhớ sao quá. Nhà mình đông đủ như vậy mà giận mặt của mình nó. Dạo này bố nó kẹ công việc cái lắm, sao nó không về thăm vợ chồng mình? Không biết có khỏe không nữa. Ở có một mình à, không có ai lo cho nó hết. Bây giờ này nó ăn cơm chưa nữa. Công việc không biết ổn không. Buông nhiều công việc lắm sao mà không thấy về thăm mình. Hay là tại cái suối nó lấy chồng mình, nó giận nó trách tôi nó không về. Sao ơi, tí ông qua hối con nữa đâu. Con muốn lấy chồng lúc nào con lấy. Con cứ làm những gì con thấy thích, con thấy vui là được. Tí ông qua ép con nữa đâu. Gì đấy? Tía thương mến, con thật có lỗi vì không về đám sinh nhật của tía. Tía ơi, tía có khỏe không? Tía đón sinh nhật có vui không? Tía có giận đứa con gái hư này của tía không? Ngày sinh nhật của tía hay 364 ngày thường còn lại đi nữa, con luôn mong tía và gia đình vui khỏe, nhiều tiếng cười. Tía ơi, chúc mừng sinh nhật tía. Con gái của tía sao nhú. Không về nhưng mà có hình cũng được. Thôi không sao đâu con, không về được dịp này á thì về dịp khác. Đi đâu kẹt cái gì thì cứ làm, con vẫn là con gái của tía là được rồi. Quà của con gái gửi về đó. Sao nhú nó mới gửi về. Sinh nhật của ông đừng có buồn. Ông buồn á, coi chừng là buồn cả năm luôn đó. Tôi có buồn gì đâu. Nó kẹt công việc của nó, nó cũng phải lo tương lai của nó chứ. Lần này về không được, lần sau tôi còn tới 40 lần sinh nhật nữa luôn mà. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Thổi chạy tiếp. Thổi tiếp. Thổi thổi tiếp. Nữa hả? Dạ. Thổi đi tiếp. Anh Bảy đâu ta? Ủa giờ mới 7:30 hả? Vậy là tính ra mình đi chợ có 25 phút à. Đi bộ mà cứ tưởng đi máy bay. Mua sữa cho thằng nhỏ. Cá khô. Ớt, thịt, nấu canh, hủ qua. Rồi như xong.
Ủa mình nhà mua hồi nào mà sao không nhớ ta? Đầu óc rồi riết lẩm cẩm hết nữa nè. Mày hèn đét ơi, đã chưa kìa, trái nào chắc trái nấy vậy đó. Ngọt ghê, đáng đồng tiền. Mình mua cũng nhiều, mình lấy yên ít cho anh mấy cò với thằng cu, còn ít mình đem qua bển cho tía má. Ôi trời ơi, nặng quá. Ủa đi đám giỗ mua trái cây kia nhiều dữ vậy? Đâu phải tôi mua, đi đám giỗ bên anh Mười về ảnh đưa đó. Trời đất ơi, ủa ông mở giữa trái cây hay gì á? Mày biết đâu, thì ta đưa nhiêu tôi nhận ấy nhiêu, chứ không lẽ từ chối. Ờ mà cũng ngộ không, cái lúc mà tôi đi đám giỗ á, thì tôi mang chừng chùm chôm chôm hà, rồi ăn uống xong xuôi rồi tới chừng về anh đưa tôi quá trời vậy nè, thấy ngại hết sức luôn á. Chắc ông thấy bà đi đám giỗ nhiều á, giờ về ông cho dằn mặt đó chứ gì. Mở miệng ra là móc họng tôi à. Thôi ra sao bằng công chuyện còn hơn, ngồi đây á chắc chút cự lộn với ông à. Bà làm như tôi ham ghê lắm, ngồi đây chờ bà về đang cự lộn rảnh quá. Bồi nó nặng chết về gặp ông đó. À nè. Gì? Chút nữa nếu mà con nhái hay bãi cò gì qua thì đưa ít trái cây về bển cho nó ăn phụ nghe không? Chứ để đây nhiều quá tôi với tấm tàn ăn ngã nào cho hết. Cái đó tôi biết rồi, khỏi cần phải dặn. Nhớ đó. Bà làm như tôi già lú lẫn không nhớ. Mặt thì ghét. À này đi thì thôi. Về dọn bán hồn mất chóng mặt cũng chết thiệt chứ. Má ơi. Má. Ơi. Nhái hả con? Dạ. Chờ chút má đang lỡ tay. Dạ. Dạ má. Ừ. Ủa, kêu má có gì không? Dạ, cho con biếu tía má mấy chùm nho. Mẹ ơi, má cũng mới đi đám giỗ về, chú Mười á, ông cũng đưa má một rổ trái cây luôn vậy nè. Ờ, không ấy, con đem về bển hai vợ chồng ăn đi. Thôi, ở nhà con có rồi, với lại nho này vừa giòn, vừa ngon mà ngọt nữa, nên con đem qua biếu tía má đó. Tía má có ăn nhiều đâu, mà nhiều quá vậy, ăn tới đời nào mới hết. Dạ có sao đâu, mình ăn không hết á thì mình đem mình để trong tủ lạnh, mình ăn dần dần nó cũng hết. Ừ, vậy thôi, con cho má nhận. Dạ. Má cảm ơn con ha. Dạ, vậy thôi con về nha má. Ủa về luôn hả? Dạ, tại nhỏ nó nhà với tía đó hả. À, vậy thôi con về. Dạ, má con về. Ơi, ông Mười mới cho em vô bạn bịch nho nữa vậy? Đâu có, cái này là con dâu yêu quý của ông cho đó. Chứ không phải con dâu yêu quý của bà. Bà dạo này á, tôi thấy cưng dâu hơn cưng tôi nữa. Cái gì mà cái giọng ganh tị dữ. Thì con dâu mình phải thương nó chứ, mình thương nó mới thương mình. Đó, thấy rõ ràng không? Mình quý mình thương nó đem trái cây cho mình nè. Ủa tôi mới hỏi con câu bà làm gì mà thanh minh thanh nga một hơi vậy? Ủa tính đi đâu? Cà phê chứ đâu. Bà Hồng nữa gì? Ủa hôm qua quán bà Hồng lẽ đi quán bà Cố. Câu này quen quá à. Mới muốn hỏi câu khác đi nha. Câu này cũ lắm. Đi hoài. Để mừng em xuất gia cho vui lòng ba giới má, chỉ cũng nở mặt mà. Ừ, ngồi gõ khóm mà ca cải lương đồ nghe cũng mùi quá chứ. Ủa sao mới đi về sớm vậy? Quán đóng cửa rồi. Ủa đóng cửa hả? Sao vậy? Bà Hồng bớt bệnh.
Ủa, bà bệnh hả? Sao mình ở gần đây mà không hay biết gì kìa? Bây giờ hay rồi đó. Cho bà hay rồi đó. Khóc ngon quá ha. Nấu canh. Biết rồi. Phải cô Hồng không vậy? Cô Hồng. Bệnh nghỉ bán. Thì biết bệnh nghỉ bán rồi, mới qua hỏi thăm nè. Bệnh sao vậy? Lạnh chứ không có làm sao đâu. Thì chùm mình biết lạnh rồi. Thấy sao rồi? Tôi nè. Ủa? Chị hai hả? Vậy mà tôi tưởng khách nên giả bộ thêm cho khỏi bán. Trời ơi, bệnh vậy sao không ở trong nghỉ mà đi ra đây ngồi chi vậy? Trời mà chị, trống buồn quá. Ra đây ngồi, lỡ khách tới á, mình đưa bệnh nghỉ bán cho nó vui vậy mà. Rồi giờ thấy trong người sao rồi? Có khỏe hơn chút nào không? Cảm rồi, cho nên lúc lạnh lúc nóng bất thường chứ không có gì đâu chị. Rồi có tám nổi không? Tôi có chuyện muốn kể nè. Tám hả? Nhiều chuyện thì bệnh cỡ nào cũng nhiều chuyện được hết trơn á. Vậy hả? Được không? Nói vậy chứ mới nói lớn chút cái nó mệt liền à. Đúng là lực bất tòng tâm quá. Cô thấy trong người sao? Hay để tôi gọi bãi cò, nó chở cô đi khám thử nghe, coi thử cô có bị thiếu chất gì không. Rồi vô đó gặp mấy ông bác sĩ á, ông chích cho một cái khỏe liền chứ gì. Thôi thôi thôi, mắc công phiền tụi nhỏ. Với lại tôi có nhờ Tèo đi xe đó, nó sẵn nó mua thuốc giùm cho rồi, chắc nó đem về giờ á. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Dạ. Thì có ít nho, cô ăn đi cho nó có vitamin, cho nó nhanh khỏi bệnh. Trời ơi, chị hai qua đây thăm á, em á là quý rồi. Cái cây làm chi cho nó mệt vậy biết nữa. Có gì đâu ngại. Người bệnh á cần phải ăn nhiều cho nó mau khỏe. Dạ, cảm ơn chị hai nha. Ủa trời mưa trời gió, giờ này bà xách gió đâu về ạ? Thì ông nói cô Diễm Hồng bệnh, cho nên tôi qua thăm cổ về nè, mang ít trái cây cho cổ. Thấy cổ có bớt bệnh không? Chưa, thấy còn mệt lắm. Thiệt tình nhá, ở có một mình, không chồng không con, ô bệnh hoạn nằm xuống cái không có ai, ở bà cái có tôi kế bên cũng đỡ. Khổ. Bà coi bà tới lui, cháu lau giùm bà giùm tôi cái. Tôi biết mà. Chồm sớm với nhau, tôi qua chăm sóc cổ, chừng nào cũng khổ thì thôi. Vậy đi. Cô Hồng, chị tư chị hai qua đó chị hai. Tôi nè, vợ tư ếch. Ủa chị tư, tôi qua tôi mua cà phê cho ông Tư, rồi sao cô lại ngồi ở đây? Nóng quá, ngồi ở ngoài này cho nó thoáng. Đàn ơi, người sao không chịu mở cái quạt? Em đang bệnh, nóng lạnh bất thường chứ mình không dám mở quà. Chị vô chị pha giùm em đi, em làm không nổi. Cô Hồng ơi, mình bỏ mấy muỗng đường vô ly cà phê vậy? Chị uống ngọt á thì bỏ nhiều đường, còn uống đắng thì bỏ ít một chút. Ủa,
gì rất quốc vậy trời. Ông Tư nhà mình thì uống ngọt, kệ, cứ bỏ đại đi. Cô ơi, pha cho con ly cà phê cô. À, nhưng mà pha ngọt ngọt xíu nha. Có liền, có liền. Ngọt hả? Đây, cà phê đây. Cảm ơn cô. Cậu uống đi. Cả đời cậu mới uống đi cái ly cà phê này đó nghe. Ủa, cà phê hay chè sao mà ngọt dữ vậy cô? Ủa, nó ngọt dữ lắm hả? Ngọt gắt luôn á. Thôi, tính tiền đi. Con đi chỗ khác con uống. Cậu, cậu thông cảm giùm. Ly này khổ trả tiền. Bị tôi cũng lật hết. Thành ra tôi không biết pha làm sao cho nó vừa. Cậu đừng buồn nha cậu. Đừng buồn nha. Tôi nghe nè ông Tư. Ờ tại bán cà phê giùm cho cô Hồng. Cổ bệnh thành ra không có ai bán. Ờ tôi biết rồi, tôi về liền. Kể ra cuộc sống của cô Hồng cũng thật là cô quạnh. Nhìn cổ cười nói cả ngày, nhưng mà ai biết, nhiều lúc chắc cô cũng buồn dữ lắm á. Rồi những lúc đổ bệnh về, phải chi có người bầu bạn quan tâm thì đỡ biết mấy. Pha nước gừng ấm cho cô uống đó. Cái nước này á, nó là kẻ thù của các loại bệnh cảm đó nghe. Cô Hồng, cô sao nữa vậy? Ông thầy, tủi thân quá chị ơi. Sao lại tủi thân? Bình thường khỏe mạnh đó, không thấy gì, buôn bán mỗi ngày có người ra người vô, tụi nhỏ nó qua lại nói chuyện thấy nó vui. Đến lúc bệnh con thân mình không ai chăm sóc lo lắng, em thấy cô độc lắm chị ơi. Mai mốt hết bệnh á thì nó sẽ vui lại thôi mà. Bên ngoài á có biết bao nhiêu là chuyện vui, hơi đâu mà cô buồn. Với lại nói cho cô Hồng nghe nè, cô mà buồn á thì cả cái xóm xẻo lá của mình á không có được vui đâu á. Thiệt hả chị? Thiệt chứ. Vậy em không buồn nữa. Cảm ơn chị. Ơn nghĩa gì không biết nữa. Tình làng nghĩa xóm với nhau, mình phải chăm sóc giúp đỡ nhau là cái chuyện nên làm mà. Cháo mới nấu nóng hổi nè, ăn đi cho nó mau khỏe. Cảm ơn chị. Cô Hồng, tôi nói chuyện này ha, tôi thấy cô á cũng còn trẻ mà sao không chịu kiếm tấm chồng để mình nương tựa tấm thân, làm bạn lúc buồn rồi chăm sóc nhau những khi mình bệnh tật. Có nhiều người cũng nói như chị vậy đó. Nhưng mà tùy duyên chị ơi, có duyên tự nhiên gặp, hơi đâu mà tiền.
Tôi nói vậy á thì cũng phải, nhưng mà mình á phải mở lòng của mình ra trước nữa chứ. Không nói gì cô Học, bữa nào mà có một khách nào mà vô uống cà phê á mà có chọc ghẹo cô á, cái cô ừ đại thử coi nó làm sao. Chị làm như là đi mua thịt cá mà chợ vậy, dễ dữ. Hôm qua tôi nghe bà nói bà đi thăm rồi bà đem trái cây cho cô Hồng, sao hôm nay còn nhiều á? Còn chứ, tôi đi đám giỗ còn nhiều lắm. Hôm qua tôi đem cái chùm nho của con nhái nó đem qua mình đó, với lại ít trái cây. Nhưng mà thấy có vẻ cô mệt lắm, không biết có ăn được không. Bởi vì một thân một mình, bệnh hoạn sống nó khổ lắm. Em có ít nho bí gì ăn lấy Thảo. Hôm qua giờ giúp em nhiều việc, em thấy em khỏe rồi, hết bệnh rồi. Cô Hồng làm tôi ngại quá. Ngại gì cũng biết. Ai đời đâu mà người mạnh đi lại đi nhận quà của người bệnh. Nhưng mà nếu cô biếu á thì tôi nhận. Dạ. Tôi coi cô á cũng như là chị em trong nhà, thành ra tôi nhận để cho cô vui, nghe không? Dạ. Mà hễ vui á thì sẽ càng mau hết bệnh. Dạ. Có một mình cổ ở bển, không ai lo cổ có làm sao không ta? Chắc chút phải chạy qua bển coi thử sao. Tự dưng dạo này con thèm đủ thứ hết á má ơi. À, hay là con có bầu rồi? Dạ không không. Chắc tại dạo này con bị thiếu vitamin á. Thiếu vitamin ha. Nhai nhai. Ê cô ơi, có đứa nào ở nhà không? Dạ. Ê cô. Dạ má. Dạ má mới qua chơi. Mời má ngồi. Ủa. Dạ. Rồi con nhái đâu rồi, con ở nhà con mình vậy? À, vợ con ra ngoài vườn hái mớ rau để chung hồi về nấu canh. Yeah. Nè, má đem qua cho tụi con mớ nho nè. Thôi má, má để nhà tí má ăn đi. Với lại vợ con có mua rồi. Thôi, hai vợ chồng con với lại nhỏ ăn đi. Yeah. Còn hai nhái á, nó nói với má nó hổm rài á, nó cũng thèm trái cây. Vợ con ngày nào mà không thèm trái cây mất. Nhưng lúc này á nó lại thích ăn hơn lúc trước á con. À dạ. Mấy con nè. Dạ. Nghe má hỏi nè nha. Dạ má muốn hỏi gì má cứ hỏi tự nhiên. Tụi con á có đi kiểm tra chưa? Ủa, kiểm tra gì mà? Thì kiểm tra cái đó đó. Cái đó đó là cái gì má? Nghe má hỏi nè, dạo này á con thấy nhái á nó có thường bỏ ăn không con? À dạ không, vợ con vẫn ăn cơm ngày 3 bữa và mỗi bữa 3 chén cơm ngon lành. Rồi con có thấy nó thèm chua không? Dạ không, thích ngọt. Rồi con có thấy nó thích ăn những cái món gì mà lạ lạ không? Nhà con đâu có gì lạ đâu mà thích. Má hỏi nè. Dạ. Con thấy nó có bị thường hay nôn ói à, hoặc là nó cọc cằn, nó cao có, nó quạo quọ những cái chuyện mà vô lý đó con. Dạ, nó có không? Dạ cái chuyện này thì má yên tâm nha. Vợ con không bao giờ mà nóng tính phùng mang chở má trơn. Tại vì mỗi lần con làm cái gì mà vợ con vừa ý không, chỉ cần liếc cái là con sợ con che, cho nên không có cọc cằn gì với con đâu. Trời ơi bực bay quá à. Vợ ý má hỏi thẳng nè. Dạ. Vợ con chưa có thai phải không? Ủa thì ra nãy giờ là má muốn hỏi cái chuyện này đó hả? Ừ. Thì tại á má thấy tụi bay cưới nhau cũng lâu rồi thì nên tính tới cái chuyện sanh con đi là vừa. Dạ, cái này nên để tự nhiên đi ha má ha. Vậy thôi má về nha. Má về má nấu cơm cho ổng, chứ để tới giờ ăn mà
chưa có cơm cái ổng là làng á. Dạ con cảm ơn má. Hai đó má về nha. Dạ má về. Bó rau nhìn tươi dễ sợ không? Này trúng bánh thiệt chứ. Mà nhiều quá. Ăn sao hết ta? Để phần cho má lúa, phần cho má ớt, còn phần cho nhà mình. Cái ông Bảy này lấy nho ra ăn mà ông chịu cất vô. Thiệt tình luôn á. Ủa? Cái bìa này nữa, sao nhìn quen quen vậy ta? Mình nhớ là mình đem cái bìa này bỏ nho trong đó rồi đem cho má lúa mà. Sao nằm ở đây? Anh ơi, anh có đằng sau đó không? Ơi, anh vô đây em hỏi anh cái này cái. Gì em? Ủa, gì em? Nho này ở đâu ra vậy? À, nho này hả? Ừ. Má ớt cho. Má ớt cho? Ừ. Ủa, sao kỳ vậy ta? Thì má ớt thấy em thích ăn trái cây nên mua qua cho em ăn á. Có gì căng thẳng vậy? Alo, má hả? Ủa, má đem chùm nho qua cho con hả? Nhưng mà nho đó đâu mà má có? Cô Hồng cho má. À, dạ không sao. Vậy thôi. Vụ gì vậy? Em nhớ là em cho má lúa cái chùm nho này nè. Ừ. Bỏ trong cái bìa này luôn. Ừ. Mà tự dưng má ớt đem qua cho mình lại. Rồi em hỏi má ớt đâu có. Má kêu là cô Diễm Hồng cho má ớt. Ủa là sao ta?